언니, 안녕하세요. 엠, 자오, 지. 안녕, 오랜만이네. 자오, 엠. Lâu rồi không gặp em. 언니, 잘 지냈어요? 지, có, khỏe, không? 요즘 뭐 하고 있어요? Gần đây chị đang làm gì? 나 작년에 결혼했어. Chị đã kết hôn năm ngoái. 지금은 집에서 집안일을 해. 너는? Bây giờ chị đang làm nội trợ ở nhà. Còn em? 저는 베트남 회사에서 일하고 있어요. Em đang làm việc ở công ty Việt Nam. 그럼 베트남 가본 적 있어? Vậy em đã bao giờ đến Việt Nam chưa? 당연하죠. Tất nhiên rồi. 매월 베트남 출장을 가요. Em đi công tác Việt Nam hàng tháng. Em chào chị. Chào em. Lâu rồi không gặp em. Chị có khỏe không? Gần đây chị đang làm gì? Chị đã kết hôn năm ngoái. Bây giờ chị đang làm nội trợ ở nhà. Còn em? Em đang làm việc ở công ty Việt Nam. Vậy em đã bao giờ đến Việt Nam chưa? Tất nhiên rồi. Em đi công tác Việt Nam hàng tháng.학교 축제가 곧 다가오네. Lễ hội trường sắp đến rồi. 너희 반은 준비 다 됐어? Lớp cậu đã chuẩn bị xong chưa? 아직, 우리는 아직도 노래를 연습하고 있어. Chưa, chúng tớ vẫn đang luyện tập bài hát. 우리 반도 춤을 연습하고 있어. Lớp tớ cũng đang luyện tập nhảy. 너 축제에서 공연해 본적 있어? Cậu đã bao giờ biểu diễn trong lễ hội chưa? 아니, 공연해 본적 없어. Chưa, tớ chưa bao giờ biểu diễn trong lễ hội. 이번이 처음이야.
Đây là lần đầu tiên. 너무 긴장돼. Hồi hộp quá. 나는 작년에 축제에서 랩을 했어. Năm ngoái tớ đã hát rap trong lễ hội. 걱정 마, 너도 잘할 거야. Đừng lo, cậu cũng sẽ làm tốt. Lễ hội trường sắp đến rồi. Lớp cậu đã chuẩn bị xong chưa? Chưa, chúng tớ vẫn đang luyện tập bài hát. Lớp tớ cũng đang luyện tập nhảy. Cậu đã bao giờ biểu diễn trong lễ hội chưa? Chưa, tớ chưa bao giờ biểu diễn trong lễ hội. Đây là lần đầu tiên. Hồi hộp quá. Năm ngoái, tớ đã hát rap trong lễ hội. Đừng lo, cậu cũng sẽ làm tốt.